Hôm nay mình sẽ thử dùng Zalo Pay trong một ngày của mình, một ngày mà mình dùng tiền á. Thứ nhất là mình sẽ thử cái việc mình chuyển tiền từ cái tài khoản nhận lương của mình vào trong cái Zalo Pay, coi nó có đơn giản, có dễ dàng hay không. Thứ hai là mình sẽ dùng cái Zalo Pay làm cái công cụ thanh toán cho mình. Ví dụ như là mình mua một món hàng của ai đó ở trên Nhật Tảo hay là mua trực tiếp á, coi là mình thanh toán cho họ qua cái Zalo giữa hai người với nhau nó đơn giản như thế nào. Hoặc là kể cả mình thử mua hàng qua một cái đơn vị bán hàng online xem là thanh toán mình cho họ qua Zalo Pay như thế nào. Hay là mình đi ra một quán cà phê để mình mua, giống như một cửa hàng dưới đất vậy, mình mua xem là họ chấp nhận cái chuyện thanh toán Zalo như thế nào và cái việc mình thanh toán nó như thế nào, nó có dễ dàng hơn tiền mặt, nó có dễ dàng hơn thẻ tín dụng quốc tế hay không. Nói chung là mình sẽ thử xem là cái việc dùng tiền trong một ngày nếu mà dùng Zalo Pay hiện tại thì nó sẽ như thế nào. Rồi, xin mời anh em. Hiệp ơi, Tết này em có đi chơi Đà Nẵng mà bởi dịch Corona hoành hành quá bắt em ở nhà, giờ em vô trễ mà nghe nói là Tết vô và công ty có lì xì. Trời, có 50 triệu mày làm quá. Thôi, 50 triệu cũng lớn. Giờ có cách nào anh? Thôi từ từ đi đi đi, ra đi. Tí đó xong việc rồi tính, tự nhiên cái giờ đi vô đi đòi xì ai được. Đi đi. Anh Hiệp. Hồi lâu mày không gặp. Dạ. Phải không? Em Nha Trang về Tết mà anh bắt em cách ly cả tháng vậy. Mắt đâu, đó là nhà nước quy định mình phải theo chứ. À, em thấy mấy anh em công ty cũng khuya lì xì cũng nhiều đó. Trời. Nên là đầu năm rồi tháng anh Rồi, đi, tí nữa, đang làm việc, đang suy nghĩ ngày mai làm review cái gì nè, ngồi đó mình lì xì. Từ đi. Dạ. Cô Hiệp, Tết anh thu được mấy triệu trong Zalo Pay á, không xài thì chia mấy anh em đi, cho em ít kinh phí mua khẩu trang đi châu Âu công tác. Xin tiền như này bác, tự nhiên đi xin tiền. Chứ mùng 1 đi châu Âu rồi mua khẩu trang, nước rửa tay rồi khăn rồi đồ đi công tác nữa. Thôi, sao tự nhiên đi công tác tự lo tiền đi, đi xin. Thì xin đỡ lì xì, anh để tiền trong Zalo anh có làm gì đâu, lì xì đỡ 2-3 triệu gì đi. Đi đâu? Ok đi, đang làm việc. Kéo vậy. Anh Hiệp, lần rồi đi công tác Mỹ em cũng có quá cảnh Đài Loan nên em cũng tự cách ly nhà 14 ngày. Cũng chưa được nhận được lì xì thì... Xì? Mét, nãy giờ thằng nào tự nhiên hôm nay tập trung đòi lì xì. Từ từ, tí nữa. Người 15 phút cho tao trả lời. Dạ. Thời gian đang cần lúc quan trọng mới cứ... Dạ. Sao giống như là người anh trong công ty là được rồi. A few moments later. Không phải lì xì. Đức. Nãy có xin được lì xì á? Không, nãy xin là cũng hứa 15 phút gì đó. Nãy giờ tin nhắn quá trời mà chưa thấy. Cũng đang đâu có nhận được người nhảy đâu đâu. Rồi bên kia coi có. Lì xì thì nè. Mày cũng xin luôn rồi cũng hứa luôn hả? Hứa mà giờ có đâu. Ồ hứa luôn á hả? Hứa luôn, nói 50 triệu rồi đó. Cái gì? Có 50 triệu. Cô Hiệp tưởng như nào? Toàn rồi mấy đứa. 2000 years later. Vô anh em ơi. Cô Hiệp ơi. Hả? 2 giờ 30 phút. Gì? 2-3 tiếng đồng hồ rồi. Lì xí. 15 phút lì xí. Anh em ở đến 9 giờ tối đợi mỗi cái lì xí. Có cái sự trốn tránh nào ở đây nè? Ở đây ai cũng có bồ, có vợ, có con nhỏ. Ai cũng có gia đình, ai cũng có cuộc sống ấy. Rồi, ok. Rồi, cái nút Zalo vào đi, tao đưa hết cùng một lúc luôn. Zalo có sẵn rồi, bây giờ anh chỉ việc lấy điện thoại anh bấm cái nó qua rồi, thôi. Vô nút đi. Đợi sẵn ở trong đó rồi. Rồi. Nãy giờ người ta tin nhắn giới quá trời, cứ tưởng lì xì không, không phải mừng hụt không. Tết thù quá mà bắt lì xì nữa. Thôi, phải lì xì thôi chứ không nó khinh. À, 4 đứa thì 400. Giờ mình chơi cái trò ngẫu nhiên, đứa nào mà hên được nhiều, đứa nào không hên ráng chịu. Meanwhile. Ủa có rồi hả?
Ý. Được 115.000. Một trăm bảy mươi mốt nghìn. 171.000. À đúng, Nhật Anh đâu ra vô đây vậy? À, Nhật Anh đã dành lì xì của Hình Chí. Má thằng được 3.000. Đô, tiếng Nguyễn được gần 200.000. Chào này vui đó. Alo, à, bà bán sau đây là 6.000 đúng không? Ok. À, 20 tuổi, ok, mình 22 tuổi. À, bây giờ bạn đâu mình tới coi máy mua được không? Ồ, đang đi hả? À, ok, mình ở quận 3, cà phê tinh tế 209 á. Nếu mà gần gần thì mang qua được không? Nửa tiếng. Rồi, ok, nửa tiếng. Rồi, rồi. À, có phụ kiện gì không? Không có. 5 triệu. Ok, có trả giá được không? Thôi, tới coi đi ha. Ok, rồi, rồi. Rồi, tới coi để trả. Rồi, hẹn gặp. Ok, 5 triệu. Không, để em kể đây, để ngồi coi thôi. Đây đúng không? Em mở là sao? Này là 3.000 shot là đúng luôn. Dạ, 3.000 shot không? Máy cũng kỹ quá, sao xài lâu rồi mà còn mới vậy? Em chủ yếu làm bê đê, bị bạ ở nhà thôi. Này cứ bảo hành giống như tuần gì đó. Hết. Ôi thì anh em vui vẻ thì cũng biết hết rồi, anh Hiệp đây chắc em bảo hành tuần đi, bao test tuần. Rồi, ok, bao test tuần. Rồi, mình hôm mình trả tiền Zalo Pay được không? À, anh có Zalo Pay hả? Dạ. Vậy anh gửi cho em đi. Nha. Dạ xong rồi. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn em. Giao dịch thành công. Rồi. Americano. Ok, khỏi đường, khỏi đá nha. Rồi, anh chào với Zalo Pay. Ok. Cái chuyện mà mua cà phê thanh toán bằng Zalo Pay thì em thấy là nó diễn ra cũng rất là đơn giản. Nó giống như là cái chuyện mà anh em mua bán những loại khác thôi. Em chỉ cần tới quầy xác định với nhân viên là mình sẽ trả bằng Zalo Pay, sau đó là tiến hành thanh toán trong nháy mắt, sau đó xong. Nó đơn giản hơn cái chuyện là chúng ta móc tiền mặt ra chờ thối, hoặc là chúng ta lấy thẻ ngân hàng để chúng ta quẹt. Như vậy thì mình đã thử những cái thao tác mà đơn giản nhất, cơ bản nhất mà chúng ta dùng với tiền, giống như là nạp tiền vào rồi chuyển tiền cho người khi mua đồ, hoặc là lì xì, hoặc là mua cà phê, hay là thanh toán tiền điện nước này nọ. Thì em thấy rằng là nó diễn ra rất là đơn giản. Nó là một cái thể loại thanh toán mới và nó xuất hiện trong cái thời đại của chúng ta. Dĩ nhiên là bây giờ nó đang có rất là nhiều cái
kiểu như vậy. Thì trong cái lần này thì mình muốn trải nghiệm cái Zalo Pay. Rồi, cảm ơn anh em.